Hello everyone, I'm Missy. But today being a very special day, the Mid-Autumn Festival. I'm not Missy anymore. Chào các con, là cô Tiên đây. Tuy nhiên thì ngày hôm nay, trong một ngày rất là đặc biệt, ngày Tết Trung Thu nha, thì cô Tiên sẽ không giữ vai trò là cô Tiên nữa. I will turn into... Cô Tiên sẽ biến thành... 1, 2, 3. Ta-da! Now, I'm the Moon Lady. The Moon Lady. À, cô Tiên biến thành chị Hằng rồi nha. And today, hôm nay, I will teach you a song about Mid-Autumn Festival. Cô Tiên sẽ dạy con một bài hát về ngày Tết Trung Thu. Alright, so before we learn how to sing the song, we learn some new words about this topic. Trước khi chúng ta bắt đầu học bài hát, thì cô muốn dạy cho các con một vài từ vựng đặc trưng của ngày Tết Trung Thu nha. Ok, are you ready? Let's go! Now, number one, từ đầu tiên cô nghĩ là it's easy, nó dễ nha. Alright, this one, what can you see? You see the moon, yes, the moon. Moon. Now you say again. Moon. Very good. The is a round moon. Is a round moon. You say again. Very good. Now number two. Oh, look at this one. What can you see? You can see the moon, right? And what is on the moon? Ta-da! Who is she? Chị Hằng, ha? So, she is the Moon Lady. Moon Lady. Okay, you say again. Moon Lady. Con đọc theo ha. Moon Lady. Very good. She's nice, right? Chị Hằng rất là đẹp ha. The Moon Lady is nice. The Moon Lady is nice. You say again. Very good. Okay. So on the moon, we have the moon lady. And what is here? The tiny one. Cái mà nhỏ xíu luôn. Ở dưới này. Ta-da! It's a rabbit. Thỏ ngọc ha. Okay. Moon rabbit. Moon rabbit. You say again. Very good. The moon rabbit is hungry. Nó đang đói ha. Nó đang ăn đó. Okay. The moon rabbit is hungry. You say again. Very good, very good. Now, oh, the moon rabbit is hungry. So what is it eating? What is it eating? Nó đang ăn gì vậy ta? This one, right? Okay, is moon cake. Moon cake. Moon cake. Now you say again. Moon cake. Very good. Okay, so the moon rabbit likes the moon cakes. Okay, now you say again. The moon rabbit likes the moon cakes. Very good. Next. Oh, ta-da! What can you see? You can see the kids. Con thấy được những bạn nhỏ ha. And they are holding the lantern. Những bạn này đang cầm cái lồng đèn ha. Ngày xưa thì lúc cô còn nhỏ thì cô cũng hay vào ngày lễ Tết Trung Thu thì cô cũng thường làm lồng đèn để đi thi đấu xem lồng đèn của bạn nào đẹp nè. Và sau đó đêm Tết Trung Thu thì cô cùng bạn của cô sẽ đi cầm những lồng đèn này đi dạo phố đi chơi ha. Okay. Alright, this one is lantern. Lantern. Now you say again. Lantern. Very good. So the star lantern. And the fish lantern. Okay. You say again, star lantern. And fish lantern. Những cái lồng đèn hình ông sao nè, và hình những con cá nha. Okay. Alright, and the last one, từ vô cùng quan trọng luôn. So you can see the moon cake, the moon lady, the lantern in the... Ta-da! Con có thể thấy những cái hoạt động này trong ngày Tết Trung Thu ha.
Vậy thì cô sẽ có một từ là lễ Tết Trung Thu. Ok. Mid-Autumn Festival. Nào, say again, hơi dài ha, con cố gắng nha. Mid. Very good. Autumn. Festival. Very good. Now say again. Mid-Autumn Festival. Very good. Con muốn chúc mừng các bạn có một ngày lễ Trung Thu thật vui. So you say, oh, happy Mid-Autumn Festival. Very good. Okay. Now, let's play a game. Bây giờ mình sẽ chơi một trò chơi nhỏ để mình ôm lại tất cả những từ vựng nãy giờ mình học nha. Bạn nào chưa thuộc thì con có thể quay video lại và con xem lại. Khi thuộc rồi chúng ta sẽ chơi game ha. Okay. Now, the first one is moon. Good. This is moon cake. Good. This is moon rabbit. Good. This is moon lady. Good. They are lanterns. Good. And in the, this is Mid-Autumn Festival. Very good. Very good. Now, this game. But how many boxes can you see? Three. Yellow, green, and red. Okay, I hide something in these boxes. Cô đã giấu những cái vật nãy giờ mình học ha. Cô giấu trong những cái hộp này. So you help me find it. Con giúp cô tìm kiếm cho nó nằm trong hộp nào ha. Number one, what is it? It's a, very good. It's a moon. So where is it? You have 5 seconds. Con có 5 giây tìm kiếm giùm cô nha. Okay, what color do you choose? What box do you choose? Con chọn box nào nè. Okay, now let's check, kiểm tra với cô ha. Yellow. There isn't any moon here. Green. Yeah. So it's in the green box. Vậy thì mình không cần mở hộp cuối cùng ha. Okay, now number two. What are they? Con trả lời nha. They are, yeah, moon cakes. Can you help me find the moon cakes? You have 5 seconds. Go. Okay. What box do you choose? Okay, now check. Yellow. Oh, it's in the yellow box. Easy. Vậy là nó nằm ngay cái first box. Cái box đầu tiên rồi. Nên mình không cần mở những cái box phía sau nha. Okay, next. What is it, everyone? It's a moon rabbit. Very good. Where is it? Now you have 5 seconds. Where is it? Which box do you choose? So let's check. Kiểm tra coi giống con không nha. Yellow. No. Red. So the last one. Green. Yay. The moon rabbit is in the green box. Okay, next one. Who is it, everyone? Who is it? She is a moon lady. Yes. Where is she? Where is she? You have 5 seconds. Còn có 5 giây tìm kiếm mình cô nha. So, now open the yellow box. Oh, no. Red. Oh, she is in the red box. Thì mình không cần phải mở ô cuối nha. And the last one, câu cuối nha. Lanterns. Can you help me find the lanterns? You have 5 seconds. Go. Okay, time's up. Now, which box do you choose? Con chọn ô nào nè. Okay, this is my answer. Oh, not in yellow box. Red? No, not in red box. Oh. It's in green box. Okay. Yeah. Thank you. We stop this game. Mình dừng game lại ha. Và bây giờ mình, it's time to sing. Bây giờ mình sẽ học bài hát nha. Okay. Now, before we start, you will listen to the song. Trước khi mà mình học thì mình sẽ phải nghe để mình làm quen cái giai điệu của nó ha. So, have a look at the song. Con theo dõi cái video nha.
moon cakes around. Family is eating all around. A table full of love around you. Go outside and look at the sky. Watch again, con nghe lại một khúc của cái bài này ha. Mooncakes around. Okay, ta-da, this one, the first sentence, câu đầu tiên nha. Okay, now you read with me. Mooncakes are round. Okay, mooncakes. Are round. Now you repeat. Oh, những cái bánh trung thu tròn tròn ha. Okay. All right. Now you repeat. Faster, đọc nhanh hơn nha. Mooncakes are round. Now, để ý giùm cô nha. Cakes. Có chữ S ha, mình sẽ nối từ qua. Cakes are round. Okay. Now, let's sing. Hát với cô nha. Mooncakes are round. Very good. Okay, next. Câu kế tiếp, con sẽ nghe một khúc nha. Okay, next. Câu kế tiếp, con nghe nha. Family is eating all around. Now let's. All right, what can you see? You see a family. Con thấy được một gia đình ha. Okay. What are they doing? They are eating. They ăn với nhau ha. Everyone read with me. Đọc nha. Family is eating all around. Very good. Faster. Đọc nhanh hơn ha. Family is eating all around. Very good. Now we sing. Mình hát với nhau nha. Okay. We sing together. Family is eating all around. Family is eating all around. One more time. Family is eating all around. Còn chú ý hai chỗ của tôi đó ha. Is eating all around. Okay, now you repeat. Family is eating. Very good. Next one. Now, you listen. Con nghe khúc kế tiếp nha. A table full of love around you. Okay, now. Yay. Everyone repeat with me. Đọc với con nha. A table full of love. Around you. Okay, now faster, đọc nhanh hơn nha. A table full of love around you. Okay, now let's sing. Mình cùng hát nha. A table full of love around you. A table full of love around you. Okay. A table full of love around you. Okay. Now you sing again. Okay. Very good. Câu cuối nha. Go outside and look at the sky. Where are they? They are outside. Okay. And look at the sky. Và nhìn lên trời và ngắm trăng nha.
So everyone read, đọc với con nha. Go outside and look at the sky. Con nhớ chữ look. Con nói từ và luôn nha. Nói từ và. Look at the sky. Okay, now sing with me. Hát với con nha. Go outside and look at the sky. Okay, now sing again. Go outside and look at the sky. Go outside and look at the sky. You sing again. Go outside and look at the sky. Very good. Okay. Right. Okay. Now we learn how to chant. Bây giờ mình sẽ cùng nhau học cách để mà mình đọc giống như đọc rap nha. Okay. We read together. Mình đọc với cô trước và sau đó con sẽ nghe lại cái bài hát như thế nào để con hát theo giai điệu ha. Everyone repeat. Listen and repeat và theo câu nha. We see the moon. So, we see the moon. Moon, moon, moon. Very good. Go outside and see the moon. Very good. We've got a cake. Cake, cake. Cake. We've got a cake. Good. In my hand is cake. In my hand is cake. Very good. So we've got the moon. So we've got the moon. And we've got a cake. Very good. Put them together. À, đặt nó lại cùng với nhau ha. Put them together. And what have we got? Okay. We've got a moon cake. Very good. Now, read faster. Bây giờ mình cũng đọc lại nhưng mà đọc nhanh hơn ha. Okay, first one, câu đầu nha. So, we see the moon, 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 moon. So, go outside and see the moon. We've got a cake, 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 cake. In my hand is cake. So, we've got the moon. And we've got a cake. Put them together. And what have we got? We've got a moon cake. Very good. Okay, cái đoạn này hơi khó nha. À, con có thể xem lại để mà mình vững cái câu này thì mình vào cái phần tiếp theo nha. Okay, now everyone, let's review. Mình sẽ cùng nhau ôm lại những cụm từ nãy giờ mình học nha. Okay, so you look at the picture and you circle the correct sentence. Okay, con nhìn vào bức tranh và con thử chọn cái letter nào mà câu của nó gần đúng với cái picture của cô nha. Number one. Okay, you can see the family. So A, B, C, or D. Câu nào phù hợp với cái picture? You have 5 seconds. Còn có 5 giây để suy nghĩ nha. What is your answer? Okay, this is my answer. Ta-da! It's B. A family is eating all around. À, nguyên một gia đình đang ngồi ăn cùng với nhau ha. Okay, next one. Ta-da! This picture, what sentence is it? Câu nào đây ta? A, B, C, or D? You have 5 seconds. Còn có 5 giây lựa chọn nha. Okay, what is your answer? Okay, let's check. This is my answer. You can see the moon cakes, right? Con thấy được moon cakes thì dĩ nhiên là A. Okay. Now, next one. Okay, where are they and what are they doing? Okay, you have 5 seconds. Choose A, B, C, or D. Go.
Now, what is your answer? This is my answer. Is D. Okay, D, huh? All right. Next one. Okay, what can you see? A girl and a moon cake. So A, B, C, or D? What is your answer? This is my answer. Is D. In my hand is cake. Okay. Trong cái tay của tôi có một cái bánh rồi ha. Okay. Rồi, con có thể hiểu được bức tranh và những cái câu nói rồi ha. Now, the final one. Phần cuối cùng thì mình sẽ cùng nhau hát lại cái bài mà mình vừa học nha. À, bạn nào mà cảm thấy chưa tự tin để hát thì con có thể đọc theo cũng được ha. Rồi sau đó thì mình con sẽ tự học hát lại ha. Okay, con sing together, mình hát cùng nhau nha. 1, 2, 3, go. Ready to go. Moon cakes around, while the lady is eating all around. A table full of love around you. Go outside and look at the sky. Moon cakes around. Okay, so the song is good. Bài hát hay ha. Có một câu cô rất thích là câu thứ ba ha. The third one. A table full of love around you. Câu này có một cái ý nghĩa sâu xa hơn là một cái bàn có rất là đông đầy tình yêu thương nha. Okay, một cái bàn đông đầy tình yêu thương của gia đình dành cho con ha. Okay. Right. So, thank you everyone. Cảm ơn các con đã chú ý lắng nghe và cùng nhau học bài hát với cô ha. So happy Mid-Autumn Festival, everyone. Bye bye.